tổ chức QS của Anh Quốc vừa công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam có 6 trường được xếp hạng gồm Đại học Huế là đại diện mới và năm gương mặt quen thuộc của các năm trước là Đại học Quốc gia Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng trường Đại học Duy Tân, Tôn Đức Thắng. Theo QS, việc xếp hạng Đại học Thế giới năm 2025 dựa trên 9 tiêu chí, trong đó có 3 tiêu chí mới áp dụng từ năm 2024 là mạng lưới nghiên cứu quốc tế, phát triển bền vững và kết quả tuyển dụng. Tất cả đều chung trọng số là 5%. Những tiêu chí khác có cùng trọng số này là tỷ lệ giảng viên quốc tế và tỷ lệ sinh viên quốc tế.